Shop công nghệ số alo.vn xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình đang có một cái dòng sản phẩm nhìn rất nhỏ gọn, phù hợp cho văn phòng, công sở hay các hộ gia đình, học sinh sinh viên có các không gian làm việc chật hẹp, thiết kế với tông màu trắng. Sản phẩm này thì của thương hiệu HP. Thì ở trong video này mình sẽ nói khái quát về sản phẩm này và mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người cài đặt driver cho sản phẩm. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần khái quát. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu HP rất là nổi tiếng, có mặt là HP NaserJet Pro M15 thư kép. Cái sản phẩm này thì có cái chức năng chính đó là in laser trắng lên một mặt, hỗ trợ kết nối wifi, in ấn không dây, in ấn có điện thoại. Đây là khay giấy của máy. Cái khay giấy này thì có thể chứa được các hộp giấy như hộp giấy A4 này, A5, B5, dùng để in văn bản, in đơn hàng rất là tiện. Thiết kế khay thì thu hẹp tùy chỉnh với từng kích cỡ giấy. Cái khay giấy tiếp theo thì phần trên này là sẽ có một cái phần nắp mực. Mình sẽ mở nắp mực ra. Thì trong nắp mực này sẽ có một hộp mực. Cái hộp mực này rất là nhỏ, có mã là 48A. Nhìn nó nhỏ này nhưng mà có thể in được trên 1.700 trang. Đây mặt trước của máy. Ở mặt trước này thì có thêm cái phần bảng điều khiển, nút bật nguồn và nút xóa lệnh. Mình sẽ quay mặt sau của máy ra cho các bạn cùng xem. Thì ở mặt sau này thì thiết kế rất đơn giản, trắng tinh rất đẹp. Thì ở mặt sau sẽ có thứ nhất nó chính là một cái cổng nguồn. Cổng nguồn này là cổng nguồn 3 chân, dùng để cấp điện để cho máy hoạt động. Tiếp theo đó chính là một cái cổng kết nối, đó chính là cổng kết nối USB là 2.0. Cái cổng này thì có thể hỗ trợ kết nối với rất là nhiều hệ điều hành Windows. Ví dụ như Windows 7, Windows 8, Windows 10, thậm chí là Windows 11 từ 32 đến 64 bit. Ngoài ra thì có thể hỗ trợ kết nối với Mac OS, từ MacBook. Bây giờ mình sẽ tiến hành in test thử một vài văn bản cho bạn cùng xem. Mình sẽ bật máy lên. Máy bắt đầu in. Đây hình ảnh được in ra đây. Nhìn rất sắc nét. Với tốc độ in của máy là 19 trang trên 1 phút. In laser trắng đen một mặt. Và độ phân giải tiêu chuẩn cho ra là 600x600 dpi. Các bạn có thể nhìn thấy văn bản in ra rất là sắc nét. Với độ mực, phủ mực là 5% thì bạn nhìn thấy chữ đậm này. Chữ đậm, chữ nhạt, rất sắc nét. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cài đặt driver cho sản phẩm, hướng dẫn kết nối wifi nếu có thể dùng qua điện thoại, in ấn không dây qua máy tính. Tiếp theo video thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người cài đặt driver cho sản phẩm máy in HP LaserJet M15W. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cấu hình của máy tính. Cái bước này rất là quan trọng trong việc cài đặt driver cho bất kể máy in nào đi chăng nữa. Cách kiểm tra như nào? Thì chúng ta sẽ tìm đến cái mục này. Các bạn tìm cái mục vào cho mình, có thể là BC này và kích chuột phải cho phần cuối cùng. Thì trong phần này các bạn quan tâm cho mình đó là hệ điều hành các bạn đang sử dụng là hệ điều hành gì, và thứ hai phiên bản Windows của các bạn. Hiện tại mình đang chạy phiên bản Windows 10 với hệ điều hành là 64 bit. Nhiều máy có thể sử dụng Win 7, Win 8 hay Win 11 với hệ điều hành là 32, 64 bit. Các bạn cứ dựa vào để có thể tìm kiếm được driver phù hợp. Bây giờ mình sẽ lên mạng để có thể tìm kiếm driver. Bạn gọi cho mình câu lệnh như sau: driver máy, driver máy in HP laser
M15VK. Thì đây cũng rất là nhiều trang web mà chúng ta có thể tìm kiếm driver phù hợp và tải về. Thì mình sẽ chọn trang web đầu. Đây là trang chủ của PHP, giúp cho chúng ta có thể tìm đúng được driver. Bạn nào không tìm được trang chủ của HP, mình sẽ để link ở phần mô tả. Các bạn có thể vào và tải driver về. Thì trong phần này, các bạn ấn đây cho mình. Thì ở đây sẽ có hai mục. Thứ nhất là chúng ta có thể chọn hệ điều hành này. Thứ hai, chúng ta có thể chọn phiên bản để chúng ta cài đặt. Ở đây thì có rất là nhiều phiên bản. Mình đang chọn phiên bản Windows. Mình chọn Windows. Bạn nào chạy Mac OS thì bạn thể ấn vào chọn Mac OS. Bạn nào dùng Android hay là dùng các thiết bị khác thì các bạn thể vào tham khảo. Mình hiện tại mình đang chạy ở trên Windows. Tiếp theo mình sẽ chọn phiên bản phù hợp. Mình vừa kiểm tra máy tính thì mình đang chạy ở điều hành Win 10 và 64 bit, hệ điều hành 64 bit. Mình sẽ tìm đúng mục và tải về. Ở đây là mình đang thấy có bản Win 10 64 bit, mình kích vào. Các bạn dùng phiên bản nào các bạn chọn đúng cho mình nhé, để có thể tải và chạy được driver. Chúng ta chỉ cần tải về thôi. Rồi, khi chúng ta đã tải thành công được driver xuống, các bạn có thể mở trực tiếp lên cũng được. Nhưng mình sẽ vào mục download để có thể kéo ra và cài đặt được dễ dàng. Cái mục download tức là cái mục mình tải cái driver về, nó sẽ nằm trong ổ ấy. Mình kéo ra màn hình chính để cho bạn có thể dễ dàng nhìn. Theo trong mục này, mình sẽ tiến hành giải nén nó ra. Khi chúng ta đã giải nén thành công thì chúng ta sẽ thấy một mục này. Mình sẽ vào mục. Mình kéo xuống cuối cùng. Các bạn chọn cho mình phần setup này để chúng ta tiến hành cài đặt driver. Các bạn ấn continue cho mình. Theo mục thỏa thuận thì các bạn không phải quan tâm đâu. Các bạn kích vào và rồi tiếp theo các bạn giúp cho mình là cắm dây USB từ máy tính vào máy in và bật máy in lên. Thì ở phần máy in sẽ có phần một cái bản điều khiển. Cái bản điều khiển sẽ có một cái nút wifi. Các bạn dí cái nút wifi khoảng 3 giây để cái nút wifi nhấp nháy đèn màu xanh là các bạn có thể mở được wifi lên để chúng ta có thể kết nối. Rồi, đến bước này các bạn chọn cho mình dòng thứ hai và ấn next. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để có thể kết nối thông qua wifi in ấn không dây. Thì đây sẽ có là ba cái mục. Thì cái mục thứ nhất đó chính là kết nối wifi để có thể in ấn không dây. Còn cái mục thứ hai là chính là kết nối USB để có thể sử dụng thông qua dây USB. Mình sẽ tiến hành ấn vào dùng wifi và ấn next. Rồi, khi đã đến cái bước này, các bạn chọn cho mình đúng wifi mà các bạn sử dụng. Từ wifi mình sử dụng chính ấy, của máy tính đều có thể dùng để kết nối với máy in. Bạn gõ bát vào để có thể tiếp tục cài đặt.
Rồi, vương này các bạn ấn lấy cho mình. Rồi đến cái bước này thì chúng ta đã thành công trong việc kết nối wifi. Chúng ta ấn lấy. Thì bước này các bạn rút cho mình giấy USB ra. Và ấn next. Đó, hệ thống bắt đầu tiếp tục trả tiếp. Rồi đến bên này các bạn lấy cho mình. Bạn cắm lại giúp cho mình dây USB. Khi chúng ta cài đặt thành công thì cửa sổ sẽ hiện lên một cái mục này. Chúng ta đã tiến hành cài đặt thành công rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra thử xem máy in của chúng ta đã kết nối chưa. Mình sẽ vào phần cài đặt. Một thiết bị. Vào thiết bị ở máy in. Đây, hiện tại thì mình vừa cài đặt thành công qua wifi. Máy đang hiện đây. Giờ mình có thể tiến hành mình in được bình thường rồi. Bạn nào sử dụng USB thì đây sẽ hiện. Giờ mình sẽ cắm USB vào để xem nó có hiện không. Đây, máy đã hiện đây. Để chúng ta đã kết nối được thành công rồi. Thì cái nguyên lý sử dụng kết nối thông qua Wi-Fi này thì mọi máy tính khi sử dụng Wi-Fi mà chúng ta đã cài đặt thì có thể dùng được cái máy in này. Rất đơn giản. Rồi, shop công nghệ số alo.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.